Hello everyone, welcome back to our class. Before we start the lesson, I would like to warm you up with small activity. There's a wife. Now, think of and tell me the roles of wife in a family. 1 minute for you. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay với một hoạt động nhỏ brainstorming. Vai trò của một người vợ, một người phụ nữ trong gia đình. Các em hãy suy nghĩ và đưa ra một số vai trò của người vợ trong gia đình. Are you ready? Can you give me the answer? Taking care of the family members, that's it. Doing housework. Educating children. Child raising, very good. So, what about the roles of husband? Give me the answer. Earning money, you're right. Sharing housework. Protecting family. Being a good example for children. Very good. We have just mentioned about the roles of wife, husband in a family. And now we are going to learn Unit 1. Family's life and lesson 6, listening. Firstly, I will give you some vocabulary. The first word, where is it? A recreation center. Một trung tâm giải trí. Recreation, sự giải trí. Listen, I repeat. Recreation, recreation. Look at example. His favorite recreations are golf and playing tennis. Now, look at the picture and give me a noun to refer this picture. Balance. Sự cân bằng. Now, listen, I repeat. Balance. Balance. Okay. Read the sentence and fill in the gap. She wants to stay at home, and the word need to fill in is nurture, nurture, nuôi dưỡng. Okay, listen, I repeat, nurture, nurture. What are they wearing? They are wearing Vietnamese traditional costume. Traditional in Vietnamese. Thuộc về truyền thống. Listen, I repeat. Traditional. Traditional. Give me an L. It means the answer to a problem. Solution. This means
giải pháp. Now, listen and repeat. Solution. Solution. Example for you. There's no easy solution to this problem. Once again, listen and repeat after me. Recreation, recreation. Balance, balance. Nurture, nurture. Traditional, traditional. Solution, solution. To understand the meanings of the words, let's do this activity. Match the words with the definition. You have 2 minutes. Okay, answer. Now, let's check the answer with me. Number one, recreation. Match it with D. Recreation means enjoying yourself when you are not working. How about number two, balance? E. A state where things are an equal way of force. Next, number three, nurture. A. To care for and protect somebody, something while they are growing. Number four. B. Traditional means existing for a long time. And number five. C. A way of solving a problem or dealing with a difficult situation. Before you listen to a tape, I want you to look at the chart and discuss the strategy. Hãy nhìn vào biểu đồ và thảo luận những thay đổi trong giờ làm việc nhà hàng tuần của phụ nữ và đàn ông đã có gia đình ở Mỹ vào những năm 1976 đến năm 2012 và đoán xem lý do tại sao có sự thay đổi này. 1 minute for you. Từ biểu đồ chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ giờ làm việc nhà hàng tuần của đàn ông đã lập gia đình ở nước Mỹ vào năm 1976 là 6,8%, trong khi đó tỷ lệ này ở phụ nữ là 29,8%. Như vậy, trong năm này có một sự chênh lệch rất lớn về giờ làm việc nhà hàng tuần giữa đàn ông và phụ nữ đã lập gia đình ở nước Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2012, khoảng cách này đã được rút ngắn lại, cụ thể như sau. Tỷ lệ số giờ làm việc hàng tuần về việc nhà
của đàn ông đã lập gia đình là 11,4%, và con số này cho đối với phụ nữ đó là 17,2%. Vậy tại sao có sự thay đổi này? The possible reasons are: married women can do what men do. Một cái sự thay đổi, một sự lý do dẫn đến sự thay đổi của những cái giờ làm việc nhà hàng tuần có thể đó là những phụ nữ đã lập gia đình có thể làm những gì mà đàn ông làm. Married men also do housework well, such as cooking, parenting. Những đàn ông đã lập gia đình cũng có thể làm được việc nhà tốt như là nấu ăn, chăm sóc con, nuôi dạy con. The society is more developed than before. Xã hội phát triển hơn trước đó. We move on task 2. Listening. Listen to a feminist expert talking about the roles of men and women in families have changed, and decide whether the following statements are true or false. Là nghe một chuyên gia gia đình nói về việc vai trò của đàn ông và phụ nữ trong gia đình đã thay đổi như thế nào, và quyết định xem những nhận định dưới đây là đúng hay sai. Đầu tiên, các em sẽ gạch chân giữa những từ chìa khóa để giúp chúng ta sẽ nghe dễ dàng hơn. Number one, men's and women's role in the family have become similar. Men's and women's roles in the family similar. How about number two? Both men and women now contribute family finances. Number three, equally such a parenting. Both men and women equal transit recreation. Number four, equally set parenting. Husband career less important. Wife. Number five, equally set parenting. Happier. Now you listen to the talk and decide whether the following statements are true or false. Pay attention to the underlying keywords. Changes
Okay. So, how many correct answers do you have? Now, let's check with me. Number one, true or false? Which true? True. Men's and women's role in the family have become similar. The keyword similar. Trong bài nghe, các em nghe được một từ rất quan trọng, giống như từ similar, đó là từ alike. Changing in family have made men's and women's role more alike than ever before. Alike, so this means similar. So number one, true. How about number two? Both men and women now work to contribute to the family finances. Cả đàn ông và phụ nữ bây giờ làm việc để đóng góp vấn đề tài chính gia đình. So, true. In the chat, we can hear wives are also responsible for the family finances. Có nghĩa là phụ nữ bây giờ cũng chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính. Cho nên trong câu số 2 này các em chọn true. Next, number 3. According to equally shared parenting, theo như quy tắc chăm sóc chia sẻ điều công việc, thì cả nam, cả đàn ông và phụ nữ đều có cơ hội ngang nhau về giá trị. True or false? True. Good job. Equal chance. From the type, we can hear both parents have an equal chance and time for their own interest. So, number 3. True. Next, number 4. According to equally shared parenting, the husband's career is less important than the wife. True or false? False. Because in the text we can hear, husband and wife career are equally important. And number 5. Families following equally shared parenting are happier. True or false? True. Trong bài chúng ta nghe là các chuyên gia nói rằng nếu như các gia đình tuân theo các nguyên tắc về chia sẻ công việc, chăm sóc con cái bình đẳng thì các gia đình sẽ trở nên hạnh phúc hơn và cái tỷ lệ ly dị sẽ giảm lại. Experts have found out that if family keep 2-4 principles of equally shared parenting, they become happier and the divorce rate is the lowest, right? Move on, task 3. Listen again and answer the questions. Number 1. How has the roles of men in the family changed? Number 2. How have men's and women's roles become alike? And number 3. What is the result of equally shared parenting? Okay, are you ready to listen? Now, listen. Unit 1. Page 11. Skills. Activity 2. Listen to a family expert talking about how the roles of men and women in families have changed, and decide whether the following statements are true or false. Finances. Family
Question number one. How has the roles of men in the family changed? The answer is, they are not the only breadwinner in the family, and they get more involved in housework and parenting. In the tape, you can hear, men not the sole breadwinner in the family like they used to be, but now they become more involved in housework and parenting. So, number one, that's it. Question number two. How have men's and women's roles become alike? Vai trò của đàn ông và phụ nữ đã trở nên tương tự nhau như thế nào? The answer is, both are responsible for family finances, homemaking or housework, and parenting. Cả hai đã có trách nhiệm với nhau trong vấn đề tài chính gia đình, cũng như công việc nội trợ, công việc chăm sóc con cái. Vậy, trong bài nghe, các em có thể nghe được một số từ như sau để trả lời cho câu hỏi số 2. Về parenting, về việc chăm sóc nuôi dạy con, ta có một số từ mà các em sẽ bắt được, nhặt được, đó là both parents equal responsibility, nurture children. Both parents have equal responsibility to nurture and to care her children. That's it. Về vấn đề tài chính, finances, husband, wife, career, equally important. Husband and wife's career are equally important. Housework, what about? Household chores equally divided. The household chores should be equally divided between the wife and the husband. Is it clear for you? Question number three. What if reserve equally share parenting? The answer is, the families become happier and the divorce rate amongst them is lowered. Theo như các chuyên gia cho rằng thì các gia đình nếu như mà tuân theo các quy tắc về chia sẻ trong việc chăm sóc con bình đẳng thì họ sẽ trở nên hạnh phúc hơn và tỷ lệ ly dị sẽ thấp nhất. Experts have found out that families that can keep to the principle of equally shared parenting become happier and divorce rates either lowered. That's it. And now it's time for speaking. I would like you to work with your friend and discuss with the topic. Family is a very good school. You can use a strategic question. Number one, what do you think about the role of the mother, the father in a family? Number two, what does the family affect the education and the personalization of a child? What is the role of each family in a social community? And now, here is something for you to do at home. Homework. Learn by heart a new word. Write a paragraph about the topic. Family is a very good school. Prepare for a writing lesson.